năm 2009 thì vợ chồng tôi quyết định là về quê làm một cái khu văn hóa truyền thống để phục vụ quê hương, và được sự tạo điều kiện của địa phương thì thành lập bảo tàng đồng quê. Những hiện vật của mình là đều là những cái hiện vật của nhà quê, nhiều nhất là đồ gốm sứ và đồ đồng của người Việt mình đã làm ra, và do làm thủ công cho nên mỗi một cái nó có một cái nét riêng biệt, càng để lâu nó càng đẹp. Khi mình đi sưu tầm hiện vật này thì cũng có một số những người mà người ta cũng nhìn mình với một cái góc độ khác. Người ta nghĩ rằng là nếu mà đã đi thu mua phải là thu mua cổ vật. Nhưng mà mình thì định nghĩ khác. Thứ nhất là cái nguồn tài chính của mình có hạn. Cái thứ hai là mình không phải là những nhà buôn bán cổ vật. Cho nên là mục đích của mình là chỉ thu gom những cái nông cụ nhà nông cũng như là những đồ dùng sinh hoạt của bà con nông dân thôi. Thì người ta lúc đầu người ta không tạo điều kiện, nhưng mà khi mà người ta hiểu được thì người ta lại giúp đỡ rất là nhiệt tình. Sau mấy chục năm sưu tầm và trưng bày rồi lại trực tiếp sử dụng lại những cái đồ đó thì mình thấy rằng vô cùng quý giá. Mình vẫn tiếp tục sưu tầm những cái hiện vật đó. Vì mình không có chuyên môn trong ngành bảo tàng, thế thì là đã dựa vào những nhà chuyên môn, ví dụ như là các bác ở Cục Di sản Văn hóa, rồi một số những bảo tàng thì họ đã cộng tác để giúp đỡ. Đầu năm 2013 thì tỉnh Nam Định cấp phép cho bảo tàng đồng quê hoạt động. Sau gần 10 năm đưa vào hoạt động, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định này và Bộ Văn hóa tặng giấy khen, tặng bằng khen rồi cho tập thể bảo tàng đồng quê rất nhiều lần. Rất nhiều du khách tới hỏi là tại sao mà lại không bán vé như là các bảo tàng khác. Đã là bảo tàng đồng quê, tất cả du khách là nông dân, là học sinh, sinh viên, vân vân, tất cả các đối tượng du khách trong nước đều có thể đến bảo tàng đồng quê thăm được. Khách tới tham quan bảo tàng thì họ đều có một cái cảm nhận chung là tất cả những hiện vật này trước đây người ta đã được sử dụng nhưng mà từ lâu đến giờ không thấy nữa. Nhưng khi đến bảo tàng đồng quê thì người ta lại trở về cái ký ức tuổi thơ. Giới thiệu được sản phẩm của quê hương đối với du khách đó là điều hạnh phúc. Và mình cũng rất mong rằng là thế hệ trẻ sau này sẽ tiếp tục gìn giữ được cái nét văn hóa truyền thống đồng quê của người Việt Nam mình. Sau này các cháu lớn lên, các cháu có thể làm một cái việc gì đó, nhưng mà các cháu có thể là nghiên cứu để mà giúp bà con nông dân làm sao mà cái nghề nông của chúng ta theo kịp với lại các nước tiên tiến trên thế giới, để quay trở lại để xây dựng, để phục vụ.